Chào cô chú anh chị em mình ha. Chào buổi sáng một ngày mới ha. Thật nhiều sức khỏe nha, nhiều niềm vui và thành công trong công việc nha cô chú anh chị mình. Hôm nay ha thì cũng tiếp tục quay một số cây thì tại vườn nhà em thì số cây mà trồng dưới đất á thì khi thích hợp thì hôm trước thì em cũng có nói với cô chú anh chị mình á là những cái cây ở dưới đất á thường là khi mình vô đất á, không có vô trấu sơ dừa thì cái đất của mình thường thường là nắng ha, nắng nó sẽ bị khô ráo ở trên lớp mặt đó. Nhưng mà cái cây mình trồng dưới đất á, là những cái cây thường là nó ăn lên trên, trước tiên là nó ăn ở trên trước ha, rồi sau đó là từ từ cái tàn nó lớn thì nó sẽ ăn sâu xuống. Thì thích hợp như vậy thì mình sẽ bỏ một số rơm hoặc là trấu sơ dừa mục á, bỏ một lớp mỏng lên trên để cho cái cây mình nó sẽ bắt được ăn lên trên trước, là cái cây mình nó phát triển mạnh trước và nó giữ được cái độ ẩm của cái mặt phân mặt đất bầu đất của mình. Thì như vậy thì cái cây mình nó sẽ mau bắt rễ lên trên trước. Thì hôm nay ha quay một số cây dưới đất cho cô chú anh chị mình xem qua lại ha, để coi sự phát triển mà nó như thế nào. Thì đây cái cây, những cái số cây mà em ủ rơm mục đây ha. Cây này hôm trước thì cái tàn trồng dưới đất đây, cây này cây ghép ha, cây này cây ghép thì em đã chỉnh sửa, cũng có quay nhiều cái clip cái cây này rồi. Thì lúc mà chỉnh sửa, lúc mà tháo dây rồi rong cành cắt tỉa ha, thì hiện tại bây giờ cái những cái nhánh em đã kéo xương ra và nó không có chồng chéo nữa. Thì hiện tại bây giờ em đã xả ha, có nghĩa là em thả cốt cho để đi được thoải mái, để nó cho cái khung tàn lớn và những cái xương này nó sẽ lớn mau ha. Đây, em thả rất là dài nha cả nhà, cây này em đang thả nè. Đó, đây cái rơm đây thì em đã ủ lên một lớp nè cả nhà. Đó, những cái này thì nấm mốc này không có sao ha, nói chung tại vì trong rơm thường thường mình ủ mình làm nấm đó thì nó cũng ra những cái này, thì nó không có sao, không phải như nấm mốc như trấu sơ dừa ha. Thường thường là nấm trắng kia thì nó sẽ dễ bị ảnh hưởng rễ, còn cái này nấm này nó lên ha, nấm này nó lên cây này thì nó không có sao ha cả nhà. Đó, mình giữ được như vậy, khi mà cái rơm này nó mục đó cả nhà, khi cái rơm nó mục á thì nó sẽ có phù sa dinh dưỡng ha. Thì ủ được như vậy thì cái lớp rễ ở trên này ăn lên rất là mau. Đó, đối với những cái cây trồng trên bùn đất này nè, mình giữ được cái độ ẩm. Thứ hai nữa thì khi mà nó phân hủy ra những cái rơm này cũng rất là tốt cho cây ha. Đó, thì để thí dụ như cô chú anh chị mình không có rơm này thì có thể là trấu sơ dừa đó, những cái chất trấu sơ dừa mà mình phân mình bỏ đó, mình có thể rải lên một lớp ở trên đây nữa. Đó, thì không cần thiết là lúc đầu tại vì mình trồng đất không. Đó, nếu mình trộn á, trộn để ở dưới đất luôn thì nó dễ bị lèn, dễ bị nấm lớp dưới ha. Còn khi lớp trên đây thì nó sẽ ít hơn. Nói chung những cái trấu sơ dừa mục rồi đó thì nó không còn dễ bị nấm như những cái trấu sơ dừa mới lúc đầu mình trộn. Thì để lên trên lớp trên này nó vừa xốp ha, nó vừa xốp cái bề mặt mà nó vừa đã có cái dinh dưỡng phù sa nữa, nó thích hợp như vậy thì nó cái cây mình nó sẽ tốt hơn ha. Chứ đừng để nhiều khi đất không á, mình tưới nhiều khi nó giạt ra, nó có thể nó áo lên một lớp mặt đó, mình tưới nó xuống rất là khó. Ủ như vậy thì bù để nó ăn lên, nó sau này từ từ nó cái cây mình nó tàn lớn thì nó ăn từ từ xuống, thì đất mình nó sẽ xốp tơi xốp hơn và nó dễ thoát nước, nó dễ hút nước hơn nha cả nhà. Thì hôm nay cũng chia sẻ thêm cho cả nhà một số vấn đề ấy ha, vấn đề thêm một số nữa. Rồi thì có một số cô chú anh chị em mình bình luận với em đó, thì tưới 10 kali thì 15 năm 20 đó, hoặc là DAP thì có một số cây ha, hoặc là 16 68 có một số cây thì nó muốn già lá, nó cũng muốn đứng tuột. Thì để hôm nay cũng giải thích thêm cho cô chú anh chị mình ha, để mình cân bằng cái cây của mình.
nó thích hợp như thế nào. Ví dụ như mình tưới khoảng hai đợt ha, hai đợt mà cái cây mình nó đứng tượt luôn, có nghĩa tưới 16/8 hoặc là 15/20 mà cái cây mình nó chưa đi tượt, nó đứng tượt luôn, nó không có đi tượt nữa, thì có thể mình quay lại một đợt ha, nó tưới lại 30/10/10 đó, 30/10/10 để cho nó phục tượt lại. Đó, mình có thể là mình chặn, có nghĩa là tưới ha, tưới chặn hai đợt hoặc là chặn một đợt rồi tưới lại 30/10/10 lại hai đợt để cho cái cây mình nó đi tượt lại đó. Thì tùy theo thôi, tại vì em ước lượng ở đây thì em nói cho cô chú anh chị mình á, cái cách tưới của em ở đây thì tưới vào những cái tháng cuối tháng 6 này đó, là mình sử dụng kali, là mình để mình dần cho nó lớn xương lớn cốt, và nó chuẩn bị khi mà tháng 9 tháng 10 thì nó sẽ tạo nụ, nó sẽ đẹp hơn ha. Nó thường là vào tháng ở đây, tất cả anh em ở đây ha, nhà vườn ở đây thì theo kinh nghiệm của em thì tất cả nhà vườn ở đây thì bắt đầu vào tháng 8 là người ta đã cuối tháng 8, là có người vẫn đầu giữa tháng 8 là người ta đã bỏ phân hết rồi. Nó là đã tạo tưới từ tháng 6 tới tháng 7, giữa tháng 8 là người ta đã tưới đủ ha, đủ hàm lượng hết rồi, kali, DAP, hoặc là mình sử dụng, có người là sử dụng lân ha, tưới lân để dằn cho nó đứng tượt luôn. Và bắt đầu vào giữa tháng 8 là người ta đã bỏ phân, bỏ thuốc. Có thể là người ta chỉ nửa tháng hoặc là 20 ngày người ta tưới nhẹ một cái, hoặc là người ta xịt thuốc một con lần đó, để cho nó kìm lại cái lá của mình, nó không có bị bệnh lá thôi, nó xịt có thể là như vậy. Nhưng mà thường vào tháng 8, tháng 9 á, cả nhà mình thấy ha, lúc đó mình xịt thuốc là thường là nó cũng có một số nụ tạo rồi. Nếu mà mình tưới phân hoặc là mình đi xịt thuốc thì cái tược mình đi là cái bông mình ở trong nó sẽ nở ha. Tình trạng năm nào cũng vậy hết cả nhà, năm nào cũng vậy. Nếu mà nó tạo nụ vào tháng 7, tháng 8 mà cô chú anh chị mình cứ đi phân hoài thì nó sẽ đi tược, và cái nụ nó ra nụ kim suốt luôn, nó không có lớn. Nếu mình đi như vậy nhiều khi nó nở lọt chọt, nó làm mất những cái nụ của mình. Rất là tiếc ha. Nên ở đây là thường là cuối giữa tháng 8 và cuối tháng 8 thì người ta đã cắt phân thuốc hết rồi, hoặc là người ta có tưới đi chăng nữa thì người ta tưới cái lượng phân nó giảm 50% như cái lúc vào tháng 7, tháng 6 đó, thì ta tưới rất là nhẹ để cho nó kìm lại, nó không có đi tược nữa mà nó sẽ nuôi những cái nụ ha. Nên cả nhà mình thì ước lượng thôi, mỗi cây mỗi người mỗi cách nuôi nó khác nhau, những cái loại phân như thế nào mình thích hợp á, thì ước lượng mình tưới khoảng hai đợt thì nó cái cây mình để ý thử coi nó có chịu loại phân đó hay không, hoặc là mình khi mình tưới đó thì cái phân đó nó có tạo nụ, hoặc là nó đứng đọt, hoặc là nó xanh dày lá, hoặc là khi nó có vàng lá, hoặc là nó chịu hay không ha. Thì cô chú anh chị mình để ý, chứ không phải ở đây thì chia sẻ cho tổng hợp cho cô chú anh chị nào mình cách tưới ha, cách tưới, cách pha nó. Nhưng mà khi mà mình tưới một đợt hai đợt nó có xảy ra những cái trường hợp nào thì có thể mình ngưng lại, mình coi lại cái bộ rễ cây mình có thích hợp tưới hay không, lượng phân như vậy không đó. Thì mỗi cây, ví dụ như em đi từ từ cái lượng phân đó, nhưng lúc đầu từ từ em tăng lên, và nhiều cô chú anh chị có thể là mình tưới cái loại phân 15/20 hoặc 3/15, 3/16, 3/17 hoặc là 16/16/8 thì những loại phân đó đều là tạo nụ, nhưng mà nó tạo nụ đẹp hay không, bông đẹp hay không ha, thì cũng do là cách của mình nữa đó. Nên chia sẻ hôm nay thì để cho cô chú anh chị mình xem lại và ước lượng thử cái cây mình nó như thế nào nha, để mình tưới cho nó thích hợp đó. Đây là cây cúc thờ hương nè, thì cây này em cũng đã giao lưu rồi nha cả nhà, giao lưu rồi, hôm trước thì cũng quay trên cái clip đó thì em đã là giao lưu rồi. Này cái tàn quá lớn ha. Đây, cây này là móng rồng nè cả nhà, mùa đế rất là lực luôn ha. Nay là em chỉnh sửa ra rồi, phơm tàn nó cũng đã đều ha, hôm trước thì âm tùm lắm nhưng mà nó không có cành, nó rất là rối ha, thì chỉnh sửa ra hôm nay cũng có cái nét rồi nha cả nhà. Thì mình nuôi từ từ, những cái cây nào mà chỉnh sửa thì bắt buộc nó tuột, nó không có đi như những cái cây thả tự do đâu.
Cái này cả nhà mình coi nè, tàn này nó khủng khiếp lớn ha. Cái này lúc đó em trồng thì nó hơi thấp, thì có thể năm tới em sẽ cơi lên cao hơn ha, để cho nó ngang cái tầm mắt. Bây giờ thì ở đây nó bị âm xuống rồi. Cái này thì hoành tám mấy nha cả nhà, hoành lớn rồi. Đây, cái này thì trồng sau nè ha. Cái này em trồng sau cây bên kia. Nay nó thuộc nó cũng ra mạnh nữa ha. Mạnh lắm. Cái này rất già mùa nha cả nhà. Rất già mùa, mùa những cái cốt ghép đây. Những cốt ghép lớn 30 ba mấy hoành luôn ha cả nhà. Thì những cái này thì lúc mà khi mình cắt đó, nó không có mục lên thì em đã đóng nối luôn nè. Đóng nối lại ha. Đóng nối cho nó mau liền những cái cốt mặt ngoài đây nè. Trời phơm tàn ha. Thả tự do thì số này thì sau này thì em cũng khi mà nó phơm tàn nó lớn rồi đó, em sẽ xây cái bầu ha. Ví dụ năm tới nó lớn thì em xây cái bầu. Thì mình xây bầu đơn giản lắm, vào tháng 11 có thể mình xây bầu rồi mình lên chậu, mình tưới dưỡng vài đợt rồi có thể mình xả lá. Xả lá mình chơi Tết được rồi, cũng ok lắm. Nó không có ảnh hưởng nhiều ha. Tại vì trong cái bầu này thì mình làm mình gom gọn lại thì nó cũng không có mất sức nhiều nha cả nhà. Cây này cũng đã chỉnh sửa lại một nước dây, một nước thứ hai rồi nha cả nhà. Hôm trước thì ghép mình sửa một lần, rồi hiện tại mình sửa lại một lần nữa là đi nước dây thứ hai. Cây này thì cũng gốc lớn nha, bảy mấy hoành. Đa phúc nữa cả nha, tôi quý ghép đa phúc nha, ghép cánh nha. Cây sùi nữa cả nha, em trồng lại em số cây nè. Cây này cây sùi nha, chảy cũng được khoảng 60-70% rồi ha. Cái nước sùi nó lên nè, nghe mình thấy ha. Sùi này sùi chảy nha cả nha. Trong sau này thì em nghĩ nó sẽ chảy dài xuống hết ha. Dưới đây cũng xù xì rồi gãy nha. Cái này cũng là cây xù nè cả nhà. Nước xù nó đang chảy nè. Cả nhà mình thấy ha. Đó, cái cách nuôi dưới đất mình rất là đơn giản nha cả nhà. Đơn giản nhưng mà cây mình nó phát triển nó nhanh hơn trên chậu mình rất là nhiều. Đó, thì cái cách nuôi thì cái bước đầu tiên mình xử lý cái chất trồng và cái cách mình chăm sóc từ từ ha, là nó sẽ tạo được cái cây mình cái bộ rễ nó phát triển rất là mau và cái tược nó đi đồng đều nữa ha. Cả nhà mình thấy như này thì lúc đầu em chỉ vô đất lượng số đất cục ở trên. Rồi ở đây là những cái rễ dừa em sẽ bỏ lên ha, số rễ dừa mục đó mình bỏ lên, mà khi mình tưới hoặc là mưa xuống đó nó cũng không có chạm được đất ha, không chạm được đất mà nó từ rễ dừa này nó ngấm từ từ xuống, nên khi mình như vậy thì cái đất mình nó không có bị lèn hoặc là chai ha. Rất là tốt ha. Cái đất lớp mặt thì nó rất là quan trọng nè. Khi mình trồng cũng vậy, mình lựa những số đất cục đó thì để cho cái cây mình nó không có bị lèn lớp trên, nó lèn mình tưới rất là cực như thế nha. Đây em dằn được một đợt rồi đó, em tưới 15-20 cộng DAP thì cái cây bắt đầu nó lá nó xanh nó dày hơn, và mấy ngày nay cũng đã mưa ha. Đây một số bông gió rồi cả nhà, đây là cây Thủ Đức cũng già mùa đây ha. Số con gió đây, nó tạo một số con gió đây.
quá cả trên này, cái mặt đế này quá khủng hết cả nhà. Không nào hôm nay em bắp tay mình nè, mặt đế này đẹp ha. Trên này thì dép cũng được khoảng chắc độ khoảng 8 tháng đó cả nhà, 8-9 tháng ha. Nên đào phốt thì nó cũng phát triển mạnh nè. Nên cái dàn xương cũng mau lớn đó nha cả nhà. Cây này Tết năm nay thì em cho thuê được đây. Sổ đào phốt này nó non thì nó vẫn nở cái bông đẹp đó, trong bông bự. Nhưng mà cái cánh thì nó không được thẳng như so với Thủ Đức mình thôi. Nhưng cái bông nó vẫn lớn bình thường ha. Nó non thì nó ít nụ thì nó sẽ nở lớn nhiều hơn, nó bự to hơn, bông to hơn. Cái này cũng là Thủ Đức nè cả nhà. Cái này có cần bài không? Bắt một tiền bên đây các bạn, tiền bên đây nó sẽ đẹp hơn. Thì cái này vài ngày nữa ha, bớt mưa thì em sẽ thay chậu ha, thay lên cái chậu mình thay chậu ống đi, tại cái chiều này nó hơi sâu. Thì mình vô cái chậu ống nó hơi cao cao một tí ha, cho nó thoáng, để nuôi cái cần bài ra nó sẽ đẹp hơn. Đây, số cái cây này cũng là giỏ nhung nữa nè, cái này giỏ nhung em mua một cặp chứ hôm qua em quay cho cô chú anh chị mình xem đó, những lá nó bị bả trầu đây nè ha, bả trầu nhiều đây. Thì do chủ tước á, không có xịt chặn á, xịt chặn nên nó cái lá nó dễ bị bệnh lắm. Thì bây giờ thì cố gắng cái là thay ha, thay bắt đầu em bấm bỏ vô, sát vô tông ít nữa, chứ không có thả vậy ha. Thả như vậy cái tàn nó cũng lớn quá đi, so với cái khung, cái thay đường thân và cái chậu, cái cây của mình sợ nó bị hút ha. Nên sẽ cắt tỉa thâu vô bớt ha. Cái này bộ để nguyên khối luôn cả nhà, nguyên khối đặc ha, khối cũng lớn đó. Tổng của mình này khoảng 50-60 nha cả nhà, 60 thân này khoảng 30 ha, nhưng mà nó được kẹo qua dàn đế. Cây này trực bút mang nha, trong bức cốt lên tên ha, nhìn thấy ha. Dạ rồi ha, hôm nay cũng quay lại sơ lược một số cây tại vườn cho cô chú anh chị em mình xem lại ha, và một số vấn đề để cải thiện khi mình tưới cái lượng kali cao để tạo nụ. Thì trường hợp có rất nhiều trường hợp xảy ra ha, thì có thể mình khắc phục như thế nào. Ví dụ như nãy em nói với cả nhà mình đó, nếu mà nó đứng trượt thì có thể mình quay lại mình tưới 30-10 thì có thể tưới hai đợt này xen một đợt kia ha, cho cái cây mình nó chậm lại, nó chậm đứng trượt lại ha cả nhà, để cho nó thích hợp, nó tạo nụ vào tháng 10 thì nó tạo nụ lớn lớn thì càng tốt nha. Đó, thì chia sẻ thêm một số vấn đề cho cả nhà mình để tham khảo thêm. Thì một lần nữa ha, thì cuối video cũng chúc cả nhà mình thì thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, và trong công việc thì lúc nào cũng thành công ha. Dạ rồi, em xin kết thúc video tại đây, và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình cái video tiếp theo. Thì cô chú anh chị nào mà cũng như chưa đăng ký kênh cũng như ủng hộ kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ để giúp cho em có động lực ha, cũng như tạo những cái làm những cái video nó hay hơn cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn rất là nhiều.